Ngày này đến muộn so với dự tính của tôi nhỉ. Ông có còn nhớ ngày mà ông đâm chết người không? Người đi tù thay ông chính là người yêu của tôi đấy. Ông hứa hẹn với anh Thành đủ thứ. Nhưng sau đó mặc xác anh ấy chết trong tù. Loại độc ác như ông tại sao đến ngày này vẫn có thể ngủ ngon được hả? Chuộc anh ấy thì tôi đến với ông cũng chỉ vì tiền của ông thôi. Ông không tin tưởng một ai, tôi sẵn sàng bỏ cả thanh xuân của mình, bỏ cả một quả thận, thậm chí sinh cho ông một đứa con cũng chỉ là để đợi đến ngày hôm nay mà thôi. Thế nên ông đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Không được à? Anh thử ngày sinh nhật của mọi người trong nhà xem. Anh thử hết rồi. Của anh này, của bố này, của Quân này, cả Nhật Mai nữa. Vậy ngày thành lập công ty hoặc là ngày tổ chức đám cưới? Là ngày cưới của bố mẹ anh.